Chào mừng các bạn đến với kênh Tự học đồ họa. Mọi ý kiến đóng góp và thắc mắc của các bạn xin vui lòng gửi về địa chỉ email đang hiển thị trên màn hình. Hoặc các bạn có thể add friends Facebook của kênh Tự học đồ họa theo địa chỉ facebook.com/support đồ họa. Tự học đồ họa sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn trong thời gian sớm nhất. Ok, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tự học đồ họa và tôi là Trịnh Đức Dương. Thì đây là cái video thứ 12 trong loạt video hướng dẫn sử dụng Microsoft Word cho người mới bắt đầu. Và trong video ngày hôm nay tôi sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu về cái khái niệm tab và cài đặt tab bên trong phần mềm Microsoft Word. Đây là một trong những khái niệm vô cùng quan trọng khi mà các bạn trình bày các cái văn bản ở trong phần mềm này, đặc biệt là các cái văn bản hành chính. Trên màn hình của các bạn đang là một số cái ví dụ để các bạn thấy rằng là cái tab, phím tab của chúng ta nó được ứng dụng như thế nào. Cái phím tab là cái phím thứ 3 từ trên xuống ở trên bàn phím của các bạn ấy. Thông thường ví dụ như khi mà các bạn gõ một cái dòng văn bản như thế này thì chúng ta nghĩ rằng là ở khoảng giữa này chúng ta sẽ điền dấu cách. Tuy nhiên ở đây nó không phải này, nó chỉ là một cái dấu thôi, nó chỉ là một phím tab. Và ở đây cũng vậy, các cái dấu chấm này nó sẽ được tạo ra tự động, chứ không phải là khi mà chúng ta gõ văn bản sau đó thì chúng ta ấn cái phím dấu chấm để tạo ra các cái dòng văn bản này. Được chưa nào? Giả sử tôi gõ một cái nào đó chẳng hạn như là Mê Linh Hà Nội đi. Các bạn thấy rằng là tôi gõ đến đâu thì cái dấu chấm của chúng ta nó sẽ tự động nó đẩy vào đến đó, chứ không phải là chúng ta tạo ra dấu chấm như thế này. Đúng không nào? Và với các cái phần tên này nó cũng vậy, chúng ta điền vào đây thì phần mềm của chúng ta nó sẽ tự động nó tạo ra các khoảng trắng, chứ không phải là chúng ta sử dụng cái phím cách ở trên bàn phím để chúng ta tạo ra điều này. Và trên đây là cái thông tin liên hệ của tôi. Nếu như bạn nào mà muốn ủng hộ tôi thì các bạn có thể chuyển khoản qua số tài khoản này. Ok chưa nào? Quay trở lại với cái chủ đề chính của ngày hôm nay của chúng ta. Đó là để có thể tạo ra những cái thuộc tính mà nó có cái sự tạo ra giãn dòng, tạo ra khoảng cách, dấu chấm và khoảng cách tự động như thế này, thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến cái khái niệm tab bên trong phần mềm Microsoft Word. Các bạn thấy rằng là ở đây chúng ta này có thẳng bên cột trái này, thẳng bên cột trái, thẳng cột trái, và đây là thẳng bên cột phải này. Tương tự như ở dưới cái bảng thông tin khách hàng của chúng ta thì tôi có lấy một số cái ví dụ. Ở đây thì các bạn thấy rằng là nó sẽ tự động căn ở phía bên tay trái này, căn giữa này, và tự động căn trái ở phía bên này nữa. Thì tab ở bên trong Microsoft Word nó sẽ hiển thị là cái biểu tượng ở phía trên cùng bên góc trái của màn hình làm việc của chúng ta ở đây. Nếu như các bạn không thấy nhìn thấy hai cái thanh thước của chúng ta ở đây này, thì các bạn có thể vào cho tôi phần View và các bạn tích vào cho tôi phần Rule, tức là cái phần thước của chúng ta ấy, thì chúng ta sẽ thấy các biểu tượng này. Và khi mà bạn nhấp vào đây thì các bạn thấy rằng là các cái biểu tượng của cái thanh tab của chúng ta này, các bạn thấy Right tab này, là chuột vào nó sẽ hiển thị thôi. Đây, tab dành cho các cái dấu thập phân này, thẳng này, và các cái gióng thước đó. Thì các bạn thấy rằng mỗi lần chúng ta nhấp thì nó sẽ chuyển đổi các cái tab. Và ý nghĩa của các cái tab này nó như thế nào? Thì đây, tôi đã hiển thị ra cho các bạn một cái bảng như thế này rồi. Ở đây là biểu tượng của tab trái này, có nghĩa là chúng ta sẽ tự động căn dòng dựa trên cái vị trí tab ở trên thanh thước này. Các bạn nhìn phía trên này, chúng ta có các cái tab trái này, tab trái này, tab trái và tab phải ở đây. Thì khi mà các bạn ấn phím tab vào vị trí tab này thì phần mềm sẽ tự động căn dòng từ phía bên tay trái về phía bên tay phải cho đến khi nó gặp cái phần tab trái tiếp theo ở đây. Tương tự thì chúng ta có tab giữa thì nó sẽ căn đều giữa hai bên, tab phải thì nó sẽ căn đều ở phía bên tay phải. Và ở đây thì chúng ta sẽ có tab thập phân này. Để cho các bạn dễ hình dung thì tôi sẽ lấy ví dụ cụ thể như sau này. Chẳng hạn như tôi đang soạn văn bản ở đây và tôi nhấn Enter xuống dưới. Để có thể xóa bỏ các cái tab mà tôi đã thiết lập mặc định ở phía trên này thì các bạn chỉ cần chọn nó và kéo ra bên ngoài này. Thì chúng ta sẽ xóa các cái tab này đi. Bây giờ tôi muốn nhập cái phần họ tên và địa chỉ và tự động đánh dấu chấm giống như phần thông tin liên hệ của tôi ở phía trên này. Thì các bạn làm như sau. Đầu tiên các bạn sẽ lựa chọn cho tôi cái phần căn trái ở đây, các bạn nhấp vào. Các bạn nhấp cho đến khi hiển thị cái tab trái. Hiển thị tab trái này. Các bạn sẽ nhấp vào cái vị trí mà các bạn muốn bắt đầu cái đoạn văn của chúng ta. Tôi nhấp vào đây. Thì tôi sẽ nhập, nhấn phím tab này. Nếu như bạn đang ở một dòng ở bên ngoài và không thẳng hàng phần tab của chúng ta ở đây này, thì bạn sẽ nhấn phím tab để nó sẽ tự động nó nhảy vào trong cái phần viết tab của chúng ta. Tôi lấy ví dụ họ tên,
hai chấm. Sau đó thì chúng ta sẽ xác định phần tiếp theo mà chúng ta sẽ viết ở dòng này. Chẳng hạn như tôi điền khoảng khoảng này bằng với dòng phía trên thì tôi sẽ nhấp vào đây tiếp tục tab trái này. Thì chúng ta thấy thêm một cái tab ở đây rồi. Và chúng ta nhấn phím tab ở trên bàn phím để chuyển từ tab họ tên sang phần tab bên này. Và tôi sẽ điền là Trịnh Dương. Được chưa nào? Phần tiếp theo là phần địa chỉ. Thì các bạn thấy rằng là chúng ta vẫn đang có căn trái. Cho nên là ở đây tôi sẽ tiếp tục nhập vào đây cái phần tab trái này. Đó, nó sẽ hiển thị. Và tôi nhấn phím tab ở trên bàn phím. Tôi sẽ nhập là địa chỉ 2 chấm. Và tương tự thì tôi muốn căn phải bên này thì tôi sẽ lựa chọn sang phần tab phải này. Đây, tab phải. Tôi sẽ nhấp vào đây. Di chuyển nó sang một chút như này. Và tôi sẽ nhập, nhấn phím tab trên bàn phím để chuyển sang tab phải. Chẳng hạn như là được chưa nào? Và tương tự nếu như các bạn muốn tạo ra một dòng tiếp theo, các bạn muốn tạo ra một cái dòng tiếp theo ấy, thì các bạn chỉ cần enter xuống và chúng ta sẽ tự động nhấn phím tab vào như này, tab để chúng ta lùi vào, chẳng hạn như là số tài khoản, đó, hai chấm và chúng ta nhấn phím tab để nhập số tài khoản vào đây và làm tương tự. Vậy thì câu hỏi được đặt ra là làm sao để tôi có thể tạo ra cái dấu chấm dòng tự động như thế này? Thì các bạn làm như sau. Khi mà các bạn có một cái biểu tab, biểu tượng tab ở trên thanh thước của chúng ta này, các bạn chọn vào tab và chúng ta nhấp đúp vào. Thì lúc này cái hộp thoại tab của chúng ta hiện ra, nó sẽ quản lý các cái thuộc tính dành cho cái thanh tab của chúng ta. Ở đây chúng ta đang có 4 tab tất cả và đây là khoảng cách của cái tab của chúng ta so với cái phần lề phía bên tay trái. Được chưa nào? Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có tab so với phần top nữa. Tuy nhiên là phần này thì chúng ta sẽ không cần quan tâm. Khi mà các bạn điều chỉnh các thuộc tính tab thì các bạn đang chọn chuột ở dòng nào thì chúng ta sẽ thiết lập cái tab của dòng đó, chứ không phải là chúng ta thiết lập tab cho tất cả các dòng các bạn nhé. Vậy cho nên là tôi muốn điều chỉnh tab phía trên ấy, tôi sẽ chọn dòng trên này và nhấp vào phần tab của tôi. Trong phần này các bạn nhấp vào đây này, các bạn sẽ thấy rằng là cái phần alignment, có nghĩa là cái việc cái loại tab của cái vị trí mà chúng ta đang đặt nó là gì. Chẳng hạn như ở vị trí 12.5mm của chúng ta ở đây này thì tôi sẽ có một cái tab trái, đúng không ạ? Và tương tự như vậy thì các bạn nhấp vào từng cái tab của chúng ta này, các bạn thấy đa phần chúng ta đều đang sử dụng tab trái. Duy nhất ở kích thước 157.5mm, tức là cái tab bên phải ở đây, là sử dụng tab phải. Được chưa nào? Và khi các bạn nhìn xuống phần leader thì các bạn sẽ thấy rằng là chúng ta đang để năm. Năm có nghĩa là gì? Chúng ta sẽ không có các cái hiệu ứng chấm dòng hay là gạch nối hay là gạch dưới gì cả. Thì để có thể gạch chấm ấy, thì các bạn chọn sang phần 2 này, cái số 2 của chúng ta ấy. Hoặc là gạch nối thì chúng ta sẽ chọn 3 và gạch dưới thì chọn 4 ở đây. Các bạn có thể chọn set này. Đó. Bạn chọn set. Được chưa? Nhớ là chúng ta phải chọn cái tab của chúng ta ở trên này trước, sau đó thì chúng ta mới chọn đến cái định dạng của chúng ta đây. Sau khi mà các bạn chọn xong ấy, thì các bạn chọn OK này. Thì các bạn thấy là giữa cái phần địa chỉ, tức là cái tab thứ 3 của chúng ta và cái tab thứ 4, nó sẽ tự động sinh ra một cái dấu chấm dòng ở đây. Và khi mà chúng ta nhập dữ liệu thì nó sẽ tự động nó tạo ra này. Đó. OK chưa? Và tương tự thì bây giờ nếu như các bạn muốn phần căn giữa giống như phần giới tính ở đây thì chúng ta cũng có thể làm như sau này. Tôi nhấn Enter 2 lần đi để nó cách cái dòng trên ra. Thì các bạn thấy rằng là các cái phần tab của chúng ta ở trên này nó vẫn giữ nguyên, đúng không nào? Và thì tôi vẫn sẽ nhấn tab vào đây, tôi sẽ nhấn là họ tên. Bôi đen đi cho nó giống, được chưa nào? Bây giờ đến cái phần giới tính thì nó sẽ là căn giữa. Và ở trên này chúng ta có thừa một cái tab này. Thì tôi sẽ kéo ra ngoài để chúng ta xóa bỏ cái tab này. Sau đó thì chúng ta sẽ lựa chọn đến phần tab giữa này. Đây, chọn tab giữa này. Nhấp vào khoảng giữa ở đây. Chúng ta nhấp vào đây này để tạo ra phần tab giữa. Từ phần họ tên, các bạn nhấn phím tab này. Các bạn sẽ chọn là giới tính. Được chưa nào? Sau đó thì chúng ta lại tiếp tục bỏ cái phần tab này đi. Các bạn giữ cũng được, mà tốt nhất là các bạn nên bỏ nó đi này. Sau đó thì các bạn chuyển sang phần nơi sinh ở đây. Thì ở đây thì tôi đang sử dụng một cái tab trái, cho nên là tôi sẽ nhấp vào đây để chọn tab trái.
Đây, tôi sẽ dùng một cái tab trái này, nhấp vào đây. Được chưa nào? Và từ cái phần giới tính này tôi sẽ nhấn phím tab và tôi sẽ chọn là nơi sinh. Khi các bạn nhấn enter xuống dòng thì toàn bộ các cái thuộc tính mà chúng ta vừa set tab cho cái dòng phía trên nó sẽ được áp dụng bên dưới và các bạn chỉ cần nhấn tab thôi, ví dụ như là Nguyễn Văn A này. Các bạn có thể chuyển sang chữ thường, nhấn Ctrl B để chúng ta chuyển sang chữ thường này, nhấn phím tab này, Nam, nhấn phím tab, Hà Nội. Đó, và mỗi một lần chúng ta enter xuống thì toàn bộ thuộc tính của tab chúng ta ở phía trên vẫn được giữ nguyên, trừ khi là chúng ta thay đổi nó, còn nếu không thì nó sẽ được căn tự động như này. Được chưa nào? Và đó là một số cái kiến thức mà tôi muốn chia sẻ cho các bạn về cái khái niệm thiết lập tab tự động bên trong phần mềm Microsoft Word. Và đây là một số cái thuộc tính mà các bạn có thể chụp màn hình lại để các bạn theo dõi, hoặc là tôi sẽ để ở phần mô tả của video này các bạn có thể tải về để chúng ta nhớ được các cái thuộc tính của các ý nghĩa của các cái tab mà chúng ta đang sử dụng ở đây. Nếu như bạn có bất kỳ ý kiến, đóng góp hay thắc mắc nào muốn Tự Học Đồ Họa giải đáp thì các bạn đừng ngần ngại comment ở phía bên dưới của video này. Nếu bạn thấy video hữu ích thì đừng quên cho video một like, một share, nhấn subscribe kênh và bật nút chuông thông báo để nhận thông báo về các video tiếp theo trên kênh của Tự Học Đồ Họa. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào.